bị Lâm. Lâm, mở cửa cho anh đi Lâm. Lâm ơi, Lâm à, mở cửa cho anh đi. Anh hiểu em mà. Tại sao em không hiểu cho anh vậy? Cứ coi như là em đã chết mất xác ngoài biển rồi. Em nói cái gì vậy? Khó khăn lắm mình mới gặp được nhau mà Lâm. Mở cửa cho anh đi. Gặp để làm gì? Hay là anh muốn em trôi dạt đến chỗ khác nữa? Anh mà còn đến đây là em sẽ chuyển chỗ đến nơi khác đó. Chị có sao không? Chuyện gì vậy chị? Hưng quan tâm Nhan hay là chị muốn biết tin về thằng nhóc đó thôi? Mà chuyện sao chị kể cho em nghe với. Tự trọng là đi xin xỏ người ta, còn nói là có ăn học. Chị vừa phải thôi chứ. Sao? Nhìn tôi bằng ánh mắt đó hả? Tôi hết nhìn chị nổi rồi đó. Cái đồ đầu trộm đưa cướp, cái con mất dạy mà. Chị xí xó cho anh Suke nha chị. Nhan thấy đủ rồi nghe Hưng. Cái thằng nhóc đó là cái quân mất dạy, phải cho nó một bài học, để cho nó đi cải tạo yên làng yên xóm. Chị, Suke nó cũng giống như em hồi nhỏ vậy đó. Đi đến đâu cũng bị người ta xa lánh hết. Người ta sợ, người ta sợ bị mất đồ. Nhiều khi bị dồn ép quá, hành xử rất là ngu ngốc, không giống ai hết. Bóng gió gì vậy? Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Chị là người tốt mà, chị độ lượng tha cho Suke lần này nha chị. Suke, suốt ngày Suke, rốt cuộc nó là cái gì của Hưng? Con rơi hả? Chị. Tối nay em và các bạn sẽ đi coi anh hát. Có hoa cho anh nữa. Tụi em sẽ chuẩn bị một lẵng hoa thật lớn. Thôi chị. Ai là má của con bé này? Dạ bà này, nhưng bà bị câm. Tôi là tổ trưởng khu phố. Chú có coi tôi như người nhà của nó vậy. Chính tay tôi đỡ nó chào đời, rồi tôi đặt tên cho nó. Giờ nó hư cũng là lỗi của tôi. Ừ. Mời hai bác ngồi. Dạ, ngồi đi chị. Bác tổ trưởng, xin bác cho biết địa chỉ nhà của cậu bé này. Má con nó sống đỡ dưới gầm cầu thang ở trong chung cư. Nó bao nhiêu tuổi là sống ở đó bấy nhiêu năm. Riết rồi chòm xóm cũng thành thâm tình. Ai nấy cũng thương, không có ý kiến gì. Vậy họ sống bằng cách nào? Cha nó thì sao? Tội nghiệp, nó đâu có cha. Tật nguyện vậy chứ đâu có ở không ngày nào đâu chú. Bán chui chiên, rồi dọn dẹp xung quanh. Ai biểu gì cũng làm, chịu khó lắm. Còn thằng Suke á, thì phụ bán với má nó, ai sai gì làm nấy. Trước giờ có ai than phiền nó trộm cắp không? Dạ cũng có vài người ở gần khu chung cư á. Nhưng mà tôi thấy nó thật thà, hiền lương, hiếu thảo, chắc cũng không đến nỗi nào. Vậy mà có đó. Chính nó khai nhận vụ đầu tiên là trộm một chiếc xe đạp, rồi 500 ngàn của một ông khách ghé chơi nhà chị Tư.
Lần thứ ba là gỡ hai cái kiến xe tay ga của một ông khách cũng ghé trên nhà chị Tư. Và lần này khi bị bắt thì trên tay nó còn cầm cái bóp của cô Hường Nhan. Tóm lại, nó có tội và cần phải bị nghiêm trị. Dạ, xin hỏi chú định phạt nó cách nào ạ? Nha. Tôi không có biết cái gì hết á. Đó là chuyện của công an. Bà đừng có năn nỉ tôi mà. Buông cho ta đi. Bị công an bắt là đáng mà. Trời ơi. Có gì không? Đứng dậy đi gì? Gì đứng dậy đi. Đúng là không có tình người mà. Nè, cô nói ai hả? Ai có tật thì giật mình. Chị ơi, mình đi đi gì? Đi thôi. Chị, su kê, sao rồi? Vì cà bích tiền, dạo này trời mưa, buôn bán không có được. Dì cầm đi. Anh, cho em hỏi em nằm giường nào vậy? Từ trước tới giờ phòng này chỉ có 5 người thôi, hết chỗ rồi mày. Mấy anh nói vậy tối nay em nằm ở đâu? Mày ngủ ở đây nè, sao đánh tôi? Tao nói cho mày biết, còn nữa mày, đây chỉ mới bắt đầu thôi. Mới mà không biết chuyện hả mày? Trời nào là lễ phép mày mày. Tao mới lắm. Hỏi cứu cho anh đi lắm. Lâm ơi, anh hiểu em mà. Tại sao em không chịu hiểu cho anh vậy? Anh hiểu gì về em chứ? Anh không biết
người ta gọi em là thứ gì không? Tránh ra, tránh xa em nha. Lam ơi Lam, chị có nấu chè nè, lát qua nhà chị ăn nghe. À, hiểu rồi. Rai rứt vì cái thằng trai trẻ kia chứ gì. Hay, từ chối là đúng rồi. Cái thằng đó còn trẻ quá mà. Tình yêu đó chỉ là bồng bột thôi cưng ơi. Mà chị nói em nghe, chưa ngủ được với mày á thì nó quỳ lụy vậy đó. Mà ngủ được rồi hả là khác liền. Lúc đó mày mới chính là cái đứa lăng xăng chạy đi kiếm nó đó. Chị đừng nói nữa được không? Nhức đầu lắm. Đứa khác cho tiền chị cũng thèm nói nữa. Ê, nhắc lại một lần cuối cho mày nhớ nha. Tình yêu á là cái thứ gì mơ hồ thôi. Tiền bạc á mới là đích thực của cuộc sống, hiểu không? Em á nên nhớ nằm lòng cái câu đó cho chị hen. Thôi nín đi mày, chút nhớ ăn chè đó. Có kỳ kim mà cũng xỏ không xong. Bây giờ muốn cái gì? Sao không làm đi? Em không có làm được. Ngoài đời luôn chiều riết rồi quen, lao động nhẹ nhàng mà không làm nổi. Không làm được á thì qua bên kia cột lưới đi. Cho nó biết mùi. Việc đó mà làm không được thì lấy cái gì mà ăn. Đi qua bên kia có người chỉ cho làm. Lưng tân á là trưa nay cắt cơm đó nha. Hay nấu? Cơm khô ăn nổi không? Con mình ơn à, nấu chi cho cực. Mua cơm ở chợ hả? Sao không mua thêm miếng canh chan cho dễ nuốt? Canh cho dễ nuốt.
nó. Ở trong đó có người lo. Không đói, đừng có sợ. Gì? Bệnh thì sao? Nó đi ít bữa, nó về. Gì? Bệnh chết, nó ở với ai? Sao làm khổ sở quá vậy? Đầu óc để đâu đâu. Chỉ có mỗi việc này mà 3-4 ngày nay còn lỏng cộng. Sao làm mấy việc khác? Dạ, con không có hợp với mấy nghề này đâu thầy ơi. Vậy thì hợp với nghề nào? Hay là đi cướp giật sướng hơn? Khỏi tốn dầu mồ hôi nào. Đang tính gọi điện để cảm ơn ông đạo diễn làm MV cho Hưng nè. À, sao rồi? Bên đó được không? Dạ, cũng được. Hát chỗ ông già đó, tiền thì không được nhiều, nhưng mà được cái giọng ca của mình được phát đi phát lại liên tục. Nghĩ cũng có lợi. Dạ. À, chị hả? Chị, tội nghiệp mẹ của Suke lắm. Đang ngồi trước nhà chị kìa. Chắc bà muốn nói xin lỗi chị. Hay là chị bãi nại cho Suke nha. Cái này là bà nói hay là Hưng dịch lại vậy? Nhan không muốn Hưng nhắc đến hai mẹ con nhà này nữa, nghe chưa? Chị cũng biết là Suke nó đâu có cố ý đâu. Với lại chị cũng đâu có mất gì đâu chị. Tha lỗi cho nó nha chị. Ngoài thằng nhỏ đó ra, Hưng không còn gì để nói với Nhan nữa à? Thôi được rồi. Mấy bữa nay vì cái vụ này mà mệt mỏi quá. Tay chân dài mỏi nhừ. Mà thằng tí nỉ á, tay nó yếu ớt quá. Ê nhỏ, sao không thấy ai vô thăm mình hết vậy?
Chuyện của người ta mày hỏi cái gì vậy? Ờ thì thấy mày là chiến hữu cùng phòng, tao quan tâm xíu, làm giữ mày. Cảm ơn nha. Tao nghe mấy ông nói mày ngu lắm, học nghề gì cũng xong. Tao nghĩ mày thúi đời rồi, hết đường ra ngoài kia rồi đó mày. Vậy còn ông sao? Tao hả? Nói không phải khoe với mày á, tao là trùm máy tính nè. Ở đây máy móc có hư á hay là trục trặc gì, tao sửa hết trơn á mày. Ủa vậy chừng nào ông về? Cái việc này chắc còn lâu, tại vì tao dính tới cái kia. Ủa cái kia là cái gì? Cái thằng này, mày ngu thiệt hay mày giả ngu vậy? Heroin đó. Hả? Hôm nay cũng đau mày, nhiều khi còn bỏ mứa nữa mà. Coi bộ mày cũng kén ăn dữ à. Trật tự, im lặng. Đứng lại. Tụi tiêu chuẩn hết chưa? Dạ. Lấy muỗng xới cơm hết lên coi. Có cái gì lẫn trong cơm không? Xới cơm lên ngay. Dạ, chỉ có cơm cháy thôi cán bộ. Đi. Anh cứ tưởng là em không tới, đã dành ngồi chờ như ngồi trên lửa vậy. Đi, em ngồi xuống đi. Dạ, chị dùng gì vậy? Cho chị một sinh tố dâu. Dạ, chị chờ chút. Anh đừng coi trọng em quá rồi lại thất vọng. Thời gian vừa rồi anh có về sớm chạy để thử tìm em một lần nữa. Anh tìm nát cái bến xe, các giải nhà nghỉ ở bến xe, ai về em ở sát một bên.
Đúng là ông trời thử thách anh quá mà. Em không quay về đó nữa. Anh kiếm em làm gì? Ừ, tình bí quá, tìm đại thôi. Dạ em mời chị. Anh không cần bận tâm đến em đâu. Em tự lo cho bản thân của mình được. Vậy có khi nào em nghĩ với anh không lắm? Anh là người ơn của em, là người con trai đầu tiên ở bên em lúc em hoạn nạn. Em mang ơn anh nhiều lắm. Em đừng nói câu ơn nghĩa được không? Anh chỉ mong lại mà hiểu được tấm lòng của anh thôi. Nhỏ Liên là gì của anh vậy? Em thấy con bé đó hồn nhiên trông sáng quá chừng. Anh coi Liên như là em gái. Lúc trước anh có đưa nó về ở với bọn anh. Sau này một hai nó cứ đòi ra ngoài. Ở với hai ông anh trai coi sao tiện. Nhưng chỉ sợ là bây giờ nó ở chung với em, nó hư theo thôi. Hay anh đưa em vào xí nghiệp làm chung với Liên nha, lương cũng đủ sống. Thôi đi anh, em làm gì có miếng chữ nào đâu. Tờ giấy chứng minh nhân dân còn không có, chỉ có tờ giấy khai sanh. Bà Tư Mo vui thì thôi, hễ buồn á là bà cứ lo cái chuyện mà em không có giấy chứng minh nhân dân ra làm khó làm dễ em. Chị em thu xếp đi, rồi mình về quê làm chứng minh nha. Em chưa có can đảm để đối diện với những người đó. Sao em xanh quá vậy? Em phải làm việc nhiều. Mà thôi, anh kể em đi. Chuyện gì không vui thì bỏ qua đi. Mình làm lại từ đầu nha. Anh yêu em. Anh biết
là em cũng có tình cảm với anh. Mình cưới nhau đi. Anh điên hả? Anh có biết hiện giờ em là người như thế nào không? Gia đình của anh sẽ chấp nhận em sao? Hả? Anh đừng làm em đau lòng thêm nữa. Lâm! Lâm! Suke, vô đây. À, con chim bữa hổm chết chưa? Nó còn sống mà. Tại vì cái cánh nó chưa có lành nên là nó chưa có bay được. Còn bộ em cũng giống nó đó. Mai mốt nói chuyện với người lớn phải biết dạ thương nghe chưa? Dạ. Em ngồi đi. Em vô đây ngày nào còn nhớ không? Ngày. Dạ. Rằm Trung Thu. Nghe các phòng ban báo cáo lại á, là em làm biếng làm nhát, không chịu học nghề. Tại sao vậy? Dạ đâu phải con làm biếng gì đâu. Tại vì con không có thích mấy nghề đó. Vậy chứ em thích nghề nào? Phải có một cái nghề để mà kiếm sống chứ. Không lẽ suốt ngày cứ rong ruổi ngoài đường hoài, chờ cơ hội kiếm điểu. Như vậy không phải là cách hay đâu. Dạ, con khoái ca hát lắm. Nhưng mà con biết cái nghề đó đâu dễ dàng gì mà theo được. Cho nên là con thích trong lòng vậy thôi. Thật ra cũng có mấy lần con tính mở miệng xin chị Trà My á, kêu chị dạy cái nghề của chị lại cho con. Cũng nói mấp mé mấy lần rồi mà chỉ có làm lơ à. Cho nên là thôi. Trà My nào? Ở đâu? Chị làm nghề gì? Chị Trà My ở trong chung cư của con đó. Chị làm nghề uống tóc. Mà con cũng nhanh tay lẹ mắt lắm nha. Dòm sơ qua cách chị làm cho khách, con cũng biết làm luôn à. Sao hôm nay nghỉ bán vậy? Chuyện gì thì chuyện. Bà mà đổ bệnh á, là thằng Suke á, nó lãnh đủ hết đó. Bà nghe lời tôi, đừng có rầu rĩ nữa. Tôi hiểu. Bà con ở đây ai cũng hiểu hết. Nhưng mà cái thằng nhỏ đó nó cũng trời gầm lắm. Ai mà lường được. Thôi kệ nó đi. Vậy mà hay đó. Để nó vô trỏng á, người ta dạy cho nó. Hen. Nè, có ít quà của bà con ở bên khu E á, người ta gom lại. Người ta cho hai má con. Nhận đi, không có đáng gì hết á. Tình cảm của bà con lối xóm dành cho hai má con, tự họ đem tới
tôi không có quyên góp gì hết á. Chừng nào á đi thăm Suke. À, 4 ngày nữa hả? Chừng nào đi á, qua tôi kêu một tiếng nha. Cơm nước gì chưa? Sao bếp lò lạnh tanh vậy? Tới bữa phải ăn, nghèo sẵn rồi, nhịn một bữa cơm cũng không có giàu. Thôi đi ra ngoài đầu đường á, mua một tô cháo nóng á, ăn vô cho có sức nghe. Tổng đàn cơm của đâu mày? Nhiều khi còn bỏ bữa nữa. Coi bộ mày cũng chán ăn dữ à. Sao đánh tôi? Mẹ mày, còn hỏi nữa hả? Tôi hỏi tại sao đánh tôi? Mày đừng có nói mày không phải là thằng chỉ điểm bắt đại ca tao nha. Tôi sợ thằng nào mà phải chối chứ hả? Chối hả mày? Chối chỉ điểm mày. Dừng lại mày, tao tè đánh rồi mày. Dừng lại mày, đúng ra tại sao đánh nhau? Ai là người đánh trước nói? Dạ, cãi qua cãi lại nên tức nổi điên vậy thôi. Làm việc ở ngoài môi trường thoáng mát sung sướng không muốn, muốn vô dọn nhà vệ sinh hả? Đi. Làm nhẹ tay thôi nha. Dạ. Tới lâu chưa? Ngồi muốn một kể luôn rồi. Hẹn hò cái kiểu gì? Em ghé quán cà phê coi sổ sách, công việc bù đầu, chứ có thông dong như bà Tư Mo đâu. Thôi nha, đừng có nhắc tên bà Tư Mo ở đây. Nghe mà muốn bỏ cơm. Mà anh à, chắc bà đánh được mùi biết em với anh hợp tác làm ăn chung hay sao á. Tại vì em gọi điện thoại hoài cho bà không bắt máy. Đúng là đàn bà, chẳng còn cái gì mà cũng ghen với tôi. Mà nói vô vấn đề chính đi, để chút nữa con Ly nó tới nói chuyện không được. Chuyện gì? Thì chuyện con Ly chứ chuyện gì. Thứ bảy tới, em dụ nó đi Đà Lạt giùm anh đi. Nó mà đồng ý, mỗi ngày hai đứa tụi mình được 100 đô. 100 đô? Chia đôi? Nhiều quá ha. Không đổ một giọt mồ hôi, cũng chẳng tốn một xu tiền vốn. Đòi hỏi gì nữa cưng? Đừng có tham lam quá. Nó tới kìa. Mà em thắc mắc chuyện này nha. Chuyện gì? Không biết nó có chơi bùa ngải gì không mà đàn ông cứ buông nó rần rần à. Nhiều khi em thấy chạnh lòng. Từ từ, rồi anh sẽ giải mã thắc mắc của em. Khỏe không? Sao dạo này nhìn xanh xao quá vậy? Tại khách bắt uống nhiều quá, cho nên em ăn đâu có nổi. Chắc em ít ăn nên dáng mới đẹp vậy đúng không? Mà anh chị kêu em vô đây có chuyện gì không? Có, chị có mối làm ăn, đi Đà Lạt 3 ngày, cưng nhận không? Mỗi ngày em được 200 đô, đưa tiền trước, còn chuyện bo thêm là tùy vui buồn của khách. Nhưng mà khách dạng nào?
Kỳ trước có đứa gặp đúng ông khách bị điên, bị đánh cho bầm dập luôn. Chuyện đó thì em cứ yên tâm, bạn của anh mà, đàng hoàng, lịch sự lắm. Phải đảm bảo nha, đây là bông hoa cưng nhất của quán em á. Có gì là anh đền không có nổi đâu. Biết rồi, anh còn lo hơn em nữa kìa. Sao Ly, để chị còn trả lời cho khách biết nữa chứ. Thôi, chị để em suy nghĩ đã. Có gì tối em trả lời cho chị sao? Vậy có gì trả lời cho chị sớm nha. Thôi, anh xin phép đi. Anh mà có tiền, không để cưng đi đâu.